Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cắt quần sóc trực tiếp trên vải có ly bom nhé. Đấy, quần sóc thì nó sẽ có hai loại. Một loại sẽ là xếp ly ở thân trước và một loại sẽ không xếp ly. Như bình thường của là quần sóc nữ thì thường là người ta sẽ là quần có xếp ly. Thì hôm nay thì tôi hướng dẫn các bạn và dựa vào công thức sách cắt may này. Đây là quần. Đây là quần cơ bản này. Ôm này. Rộng này, ly bom này. Ly bom thì trong này nó có quần sóc và quần dài nhá. Thì hôm nay tôi hướng dẫn các bạn trang 68. Tại vì nhiều người yêu cầu quá thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt trực tiếp trên vải. Đầu tiên là hai mặt vải và định mức vải của quần nhá. Dù là quần nam hay quần nữ hay quần ngắn quần dài, các bạn cứ lấy chiều dài quần cộng thêm 25cm nữa hoặc 30cm nữa thì là ok nhất. Đó. Thì thường là quần nam thì nó là 1m1, quần nữ thì nó khoảng 1m1 hoặc là 1m. Đó. Đây là dài quần, đấy là quần dài nhá, còn quần nữ, quần ngắn ấy thì nó sẽ rơi vào tầm 60 đến 70 thôi. Đây là định mức của nó như thế. Ok, đầu tiên là ta sẽ gập đôi vải vào như thế này. Hai cái mặt phải vào với nhau, các bạn chú ý nhá. Trước khi cắt thì là luồn phải cần kỹ càng ra. Đầu tiên là ta sẽ giải vải ra, phẳng phiu ra như thế này. Đó. Ok chưa? Sau đó các bạn phải ghi thông số ra đây. Thông số của người ta dài quần, dài quần sóc ấy thì nó ngắn, quần sóc thì nó có mấy loại, loại ngắn loại dài thì thường là nó chỉ dài vào khoảng độ 40 thôi. 40 hoặc là nó dài 30, nó có hai loại. Loại ngắn loại dài, nhưng thường là người ta sẽ cắt cái loại dài 30. Đầu tiên này, dài này, 30 này, bụng này, 72 này, mông này, 92 này, ok chưa? Đầu tiên ta kéo một đường thẳng như thế này. Các bạn nào muốn học online này và dịch như thế này, và bạn nào muốn học online và muốn mua sách dạy cắt may học tại nhà thì các bạn có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách học tại nhà. Dài 30. Và một loại dài nữa dài 40. Tôi vẽ cả hai cùng cái trên đây cho các bạn hình dung xem. Sau các bạn thích dài bao nhiêu thì nó có dài bao nhiêu. Ok. Bây giờ là hạ đáy của nó là sẽ bằng 1/4 vòng mông. Mông của mình 92 là bao nhiêu? Là 23. Đủ 23. Từ đây chia đôi ra là 11,5. Ok. Được chưa? Các bạn chú ý nhé, từ đây lên này là 1/4 mông này. Còn từ đây chia đôi ra là được cái đường ở giữa này. Còn cái chiều dài thì nó có hai loại, một loại là 30, một loại 40. Ok chưa? Tôi kẻ ở đây. Thì bây giờ cái ngang đáy của mình là sẽ bằng 1/4 vòng mông cộng khoảng 4cm. Thì tính từ đây vào đây, công thức của nó 1/4 vòng mông cộng 4. Ok chưa? Thì tính từ đây vào đây chia đôi ra thì ta lấy cái đường chính chung. 27 chia đôi là bao nhiêu? 13,5. Bạn nào muốn học cắt may online tại nhà thì cứ thể liên hệ với chúng tôi nhé. Vì chúng tôi dạy cắt may online tại nhà kèm từng người một. Ok chưa? Đây, thì còn bắt đầu ta tính từ vòng đũng này thẳng xuống đây vào 2. Xong đo từ điểm này 12, lấy ra đây đủ 12. Ok chưa? Thì các bạn kẻ cho tôi một đường vào đây. Đó. Bây giờ cái mông của người ta là 72. 72 thì các bạn chú ý này. Thường là quần sóc ấy thì nó phải là có ly, của quần ly bom mà. Thì các bạn lấy thẳng đây. Đo thẳng từ chỗ này là 10 này, lấy thẳng lên chỗ này cũng là 10. Kẻ phát một thẳng đi. Không vào như bình thường. Được chưa? Các bạn tính từ đây ra đây là 1/4 vòng bụng. Bụng của mình 72 là 18, đúng chưa? 18 đến đây này. Rồi, thì bây giờ mình cộng cho tôi khoảng độ 4 phân ly.
để các bạn vẽ đây. Đấy, ok chưa? Đấy, 4 phân ly thì các bạn lấy ở đây có 4 phân, mỗi bên 2 phân. Thì làm cái súp, làm cái ly súp ở đây. Rồi, từ đây đến 5 phân vẽ cong ra. Ok chưa? Đây là quần short, đó, các bạn hình dung ra chưa? Các bạn nào mà muốn mua sách mạnh, sách dạy cân may cứ thể liên hệ. Ok chưa? Bây giờ bắt đầu là ta sẽ hạ cái bụng này. Nên nhớ rằng phải hạ cái bụng là khoảng độ 2 phân rưỡi đến 3 phân. Bây giờ chưa được may. Bây giờ thì may gấu mình để 4 phân. Đây là cái trường hợp này là tôi lấy dài là dài 40. Còn các bạn thích 30 thì các bạn ngắn đến đây, tôi dạy kèm cả vào đây thôi. Để cho các bạn hình dung ra thôi. Đó. Được chưa? Phần sữa đường may. Số này để 2 phân. Tách đi. Ok, đây chính là cái thân trước, xếp ly vào đây. Ok chưa? Mà quần sóc thường 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 là người ta mặc cạp cao chứ không phải mặc cạp thấp đâu, nên phần cạp mình sẽ cho lên đây. Rồi, bây giờ mình úp lại, ngửa quay lại như thế này. Rồi, giờ bắt đầu mình cắt thân sau. Ok chưa? Các bạn chú ý một việc rằng rất nhiều bạn hỏi tôi rằng là cái việc gọi là anh ơi, sao em cắt quần luôn luôn bị bạn ống? Là vì các bạn 100% các bạn lấy sai canh sợi. Cái canh sợi nó rất quan trọng của thân trước và thân sau, các bạn để ý vào đây. Mình đo này. Này nó là 21,5, thì chỗ này cũng phải là 21,5 này. Đấy. Một ly thôi cũng không được, nhớ nhá, cái canh sợi này nó đổ kinh lắm. Lên xong nó đổ qua thì thôi rồi luôn, sửa không sửa nổi luôn. Đó. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn sao lại hết các cả cái đường này. Ok chưa? Thì bên học viện Logic đang có cái chương trình gọi là giảm giá học cắt may, khóa học cắt may online 50% và sách dạy cắt may 50% hết. Rồi các bạn lấy từ đây, từ điểm này này, từ các bạn nhớ nhá, để mà tính nó đúng hơn thì các bạn tính từ điểm này, điểm này, này vào đến 1 phân, từ đây vào 2 phân, chính là cái đường ngã bụng này, các bạn hình dung không? Kẻ vào đây cho các bạn lật, lật lên như này, các bạn kẻ đó. Ok, các bạn lên đây cho tôi 4 cm. Ok chưa? Các bạn lấy từ đây vào đây là 1/4 bụng là 18. Đúng chưa? 72 là 18 và cộng thêm 2 cm nữa là thành 20. Đến ở đây. Ok. Ok chưa? Bây giờ các bạn cũng phải sao lại cái đường chính trung ở giữa này. Ok chưa? Các bạn đo từ đây. Từ đây này ra đây là 23. Để tiếp 23 vào điểm này, 23 vào điểm này nhá. Rồi giật lùi ra đây là bao nhiêu? Mông của mình là 92 đúng không? Thì chia đôi nó là bao nhiêu? 46. Rồi, quần sóc thì nó sẽ cộng thêm cho nó một tí, khoảng 1 phân nữa. Ok, ra đây. Ok chưa? Còn cái phần gấu này, các bạn chú ý này, cái phần gấu này, các bạn ra đều cho tôi 2 cm. Đều 2 cm. Ok chưa? Rồi các bạn nhấc ra, nhìn này. Đấy, rồi bây giờ các bạn nối các cái điểm vào với nhau. Đang có chương trình giảm tất cả 50%, sách là 1,8 triệu, giảm 50% là còn 900 là một này. Và được tặng một cái bộ quần áo. Bộ quần áo, các bạn hình dung tí cho nó không kìa. Vải tí tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đây. Ok, để nối các điểm vào nhau như này thì các bạn sẽ đánh các đường cong này. Cứ đánh hơi vào một tí. Từ đây ra đây là
1 phần 10 mông. Mông của mình là 92 thì là 9 phần 2. Để thẳng một đường vào đây. Đường đây. Thì vẽ cong một đường vào đây. Đấy. Ok chưa? Ok. 21 rưỡi. À 20 thì là sẽ là 10. Đôi ra thì ly của mình nằm ở đây. Ly dân xong ấy. Ok. Rồi, chị đưa cho em cái vải đi. Thì bên học viện Zik đang có cái chương trình gọi là giảm mua sách dạy cắt may được giảm 50% rồi nhá. Còn được tặng cả vải. Vải này có thể là may vừa may sơ mi nam vừa may sơ mi nữ được. Đây là vải quần thì sẽ được tặng một cái quần và một cái áo sơ mi, thì mình có thể lựa chọn tất cả các màu. Ví dụ đây thì nó sẽ có hai màu quần. Cái này có thể là may cho quần nam và quần nữ đều được. Đó. Và hai chất là chất tiếp suy pha len. Thì các bạn sẽ được mua sách dạy cắt may giảm giá 50% là giá là 1,8 triệu. Thì trong một cuốn sách dạy cắt may toàn tập ấy, thì nó đầy đủ hết các loại từ cơ bản nâng cao. Thì nó giảm 50% rồi. Còn 900.000 thì nó sẽ được tặng cả một cái vải này. Vải là vải về nhập khẩu cao cấp nhá. 1,5 mét này. Và cộng với một cái áo sơ mi nam. Đó, các bạn có thể chọn màu. Nó có 3 màu. Đồ màu trắng nổi chỉ. Dưới á, đây. Đây nhá. Các bạn có thể chọn là màu xanh, chọn màu xanh này với cả màu trắng này, hoặc là màu xanh này với màu ghi này, hoặc màu xanh với màu tím này, xanh màu hồng này, hoặc là màu đen với màu trắng, hoặc là màu đen với màu này. Tùy các bạn có thể lựa chọn. Đấy, nhân dịp đang có chương trình mới thì các bạn mua thì để các bạn có thể tự may và tự cắt ở nhà cho các bạn. Và đặc biệt nữa là các bạn đưa chỉ cho em. Các bạn nếu mà đã không lấy chương trình đấy thì các bạn có thể là mình sẽ chọn chỉ tất cả các màu, thì bên chúng tôi thì toàn chỉ nhập khẩu ấy, thì sẽ tặng chỉ. Nhưng mà chỉ thì nó nhiều màu sắc, có nghĩa là bốn chất được tặng 4 quận nhưng mà nó lại không cùng màu đâu. Đấy, thì các bạn một là lấy chương trình tặng vải, hai là lấy chương trình tặng chỉ. Ok, tiếp theo sang cái phần cắt vải. Các bạn chú ý này. Đây. Còn chỗ này mình để đứng ngang như thế này. Okay chưa? Các bạn cắt xong như này nhá. Các bạn để vào đây. Gói lại. Thì thợ may họ sẽ tự biết là sẽ may như thế nào. Ok. Thì các bạn gói hết các cái vải vụn này lại cho người ta. Gói cẩn thận lại vì cái vải vụn nó quan trọng lắm. Mất cái rồi lúc về hết vải chả biết làm nào cả. Các bạn gói lại. Ok. Các bạn hãy vào website dạycắtmay.edu và học cắtmay.edu để các bạn xem thêm chi tiết. Xin chào tất cả các bạn.